Rất vui mừng gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Quân y và đời sống. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao của trẻ dưới 5 tuổi nằm ở khâu xử trí ban đầu và di chuyển trẻ bệnh trước khi đến các cơ sở y tế. Vậy đâu là những mặt bệnh trẻ thường gặp phải, vai trò của cấp cứu ban đầu đối với trẻ nhỏ và phương pháp xử trí hiệu quả đối với những mặt bệnh ấy là gì? Trong chương trình Quân y và đời sống ngày hôm nay, xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng gặp gỡ với giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương để cùng hiểu rõ hơn vấn đề này. Cháu Nguyễn Bình Tâm, sinh năm 2013 tại Việt Yên, Bắc Giang, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng khó thở, thiếu tỉnh táo, phải bơm bóng thường xuyên do bị đuối nước. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, đội ngũ y bác sĩ khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn lâm sàng, khẩn trương đặt ống nội khí quản cho bệnh nhi thở máy, đồng thời kết hợp các biện pháp điều trị tích cực. Sau một thời gian được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, bé Nguyễn Bình Tâm hiện đã bình phục, trở về với gia đình. Trường hợp như bệnh nhi Nguyễn Bình Tâm chỉ là một trong số rất nhiều ca bệnh có thể xảy ra biến chứng phức tạp bất kỳ lúc nào nếu giai đoạn sơ cấp cứu không đúng cách, được Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng ngày. Là tuyến cao nhất của ngành nhi khoa, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương thường tiếp nhận hàng trăm trường hợp hiểm nghèo, khó chẩn đoán, vượt khả năng của bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, ngoài những ca bệnh hiểm không điều trị được tại tuyến dưới, bệnh viện còn phải tiếp nhận nhiều trường hợp có những biến chứng không đáng có do không biết cách xử trí sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân. Khoa cấp chống độc này thì nhận rất nhiều các mặt bệnh, từ những các cái bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa, các cái bệnh lý về huyết học, hầu hết tất cả các bệnh mà khi mà tình trạng nặng là sẽ vào xử trí và điều trị tại khoa cấp cứu đầu tiên. Cấp cứu ban đầu có tầm quan trọng đặc biệt đối với bệnh nhi, vì sơ cứu ban đầu sẽ quyết định tiên lượng khả năng đáp ứng phác đồ của người bệnh. Bệnh nhân sẽ qua cơn hiểm nghèo nếu sơ cứu kịp thời và đúng cách, hoặc ít ra cũng để lại di chứng ít nhất hoặc nhẹ nhất có thể. Việc trang bị những kiến thức về cách sơ cứu cho trẻ khi gặp một số sự cố thông thường là rất cần thiết đối với các bậc cha mẹ, bởi có rất nhiều trường hợp khi trẻ bị thương, bị tai nạn mà cha mẹ không có kiến thức trong sơ cứu khiến trẻ mất đi cơ hội vàng trong điều trị. Cảm ơn giáo sư đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong giáo sư chia sẻ tỷ lệ trẻ em vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu hiện nay như thế nào và các bệnh lý trẻ em gặp phải thường là gì ạ? Trẻ em đến khám, nhập viện và cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương hiện nay ước tính khoảng hơn 20.000 lượt trẻ em trong đến khám và điều trị và cấp cứu trong một năm. Trên cái tỷ lệ tổng số mà điều trị nội trú là 100.000, có nghĩa là nó chiếm với tỷ trọng khoảng là 1/4 đến 1/5 trẻ đến nhập viện điều trị nội trú. Và trong cái số đấy thì chủ yếu là với cái độ tuổi từ lúc lọt lòng, tức là tuổi sơ sinh, cho đến trẻ dưới 18 tuổi, thì cái tỷ lệ mà trẻ bị bệnh mà tình trạng nặng mà phải cấp cứu nhiều là chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, và đặc biệt là trẻ ở trong cái giới hạn tuổi sơ sinh và trẻ bú mẹ. Vâng, vậy là có sự phân chia rõ ràng ở đây phải không ạ? Nhóm bệnh nhân trẻ sơ sinh và nhóm bệnh nhân lớn hơn, các biểu hiện bệnh lý cũng khác nhau. Vậy xin được hỏi, khi thu dung và điều trị cho hai nhóm bệnh nhân này thì biểu hiện khác nhau rõ rệt nhất là gì và nhóm bệnh nhân nào tiên lượng khó hơn ạ? Chắc chắn là cứ mỗi một cái độ tuổi như vậy thì nó có một cái đặc điểm sinh lý, bệnh lý và tình trạng nó khác nhau, nhưng mà chủ yếu là tập trung ở cái lứa tuổi trẻ bú mẹ và trẻ sơ sinh. Và chủ yếu là những cái trường hợp là gì, nó tập trung vào ba cái nhóm bệnh. Một là tình trạng trẻ đến đây là trong các cái bệnh lý hết sức nặng mà đã xử trí ở các cái tuyến dưới là chưa được. Cái thứ hai nữa là cái nhóm bệnh thứ hai nữa là nhóm tai nạn, thương tích và ngộ độc. Và cái nhóm bệnh thứ ba nữa là các cháu mắc các cái bệnh, các cái chứng bệnh gọi là mãn tính, điều trị lâu ngày và đến khi bệnh trở nặng thì mới đến khám và điều trị và nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại lúc này là 8 giờ tối, thời điểm mà rất nhiều người đã trở về ngôi nhà thân yêu của mình để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
Nhưng đằng sau cánh cửa này vẫn đang là một không khí làm việc rất căng thẳng và khẩn trương. Vậy đằng sau cánh cửa này là gì? Xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo chân nhóm phóng viên chúng tôi. Đêm nay, tại khoa chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương không còn một chỗ trống. Các bệnh nhi khi nhập viện tại khoa hầu hết đều đã ở trong tình trạng bệnh chuyển nặng. Ở đây thì chúng tôi tiếp nhận các cái bệnh nhân mà chuyển từ các cái tuyến, các cái cơ sở tuyến dưới mà vượt quá khả năng điều trị, hoặc trong trường hợp bệnh nặng, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái tình huống khi vào viện mà cần phải xử trí cấp cứu, thì đa phần thì các bệnh nhân sẽ nhập vào khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương. Thế thì trong cái cấp cứu của chúng tôi thì bao giờ nó cũng có một cái tuân thủ những cái quy tắc nhất định để làm sao mà mình hạn chế được tối đa những cái rủi ro mà tránh bỏ sót được những cái dấu hiệu nguy hiểm của bệnh nhân. Việc tiếp nhận xử trí cấp cứu cho bệnh nhân trong tình trạng nặng đe dọa đến tính mạng là một thách thức lớn đối với đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương. Bởi các tình huống cấp cứu thường đột xuất, do đó việc nắm chắc được quy trình tiếp cận cấp cứu, người thầy thuốc mới có thể làm chủ trong mọi tình huống. Ai đã từng chứng kiến sự vật vã của các sinh linh nhỏ bé để giành lấy cuộc sống mới thấm thía hết ý nghĩa to lớn của từng con số tỷ lệ thương vong trong vòng 24 giờ được giảm xuống mà đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa nhi phải cật lực ngày đêm, đem hết tâm sức, trí tuệ và cả y đức cao quý để đạt tới. Bệnh nhân mà vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương thì thường là rất là nặng, và không phải là chỉ một bệnh đơn thuần, kết hợp nhiều các bệnh khác, ví dụ viêm phổi nằm trên bệnh lý tim bẩm sinh, rồi tiêu chảy kèm theo bệnh lý gan mật, vân vân. Cái đấy chúng tôi có một cái quy chế hội chẩn giữa các chuyên khoa, và chúng tôi rất may mắn là các cái chuyên khoa nó rất là gần nhau, và các cái khi mà hội chẩn thì các chuyên khoa xuống cũng rất là nhanh và phối hợp điều trị là để cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Thứ hai nữa, nếu bệnh nhân nặng thì có các cái đơn vị hồi sức như là hồi sức nội, hồi sức ngoại, hồi sức sơ sinh, thậm chí là hồi sức tim mạch cũng tham gia để điều trị và hỗ trợ lẫn nhau để mục đích làm sao cho cái kết quả điều trị của bệnh nhân ngày một tốt. Thưa giáo sư, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ phải nhập viện. Nó có thể đến từ nguyên nhân chủ quan trên nền bệnh lý tự nhiên của trẻ, cũng có thể đến từ nguyên nhân khách quan do sự bất cẩn của người lớn. Vậy thưa giáo sư, thực trạng này tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì như thế nào ạ? Cái tình trạng bệnh hiện nay thì cái hệ thống y tế, đặc biệt là hệ thống y khoa cũng đã có một nhiều cái sự tiến bộ. Cho nên là rất nhiều các cái kiến thức của cán bộ và nhân viên trong cái ngành y tế nói chung, đặc biệt là cái ngành nhi nói riêng đã được cập nhật, đã được nâng cao. Cho nên phần lớn là các cái bệnh lý thông thường như là sốt, ho, rồi tiêu chảy thì ở tuyến dưới, các cái tuyến cơ sở có thể là thu dung và điều trị được. Cho nên khi đã chuyển lên tuyến trên như Bệnh viện Nhi Trung ương và một số các cái bệnh viện khác như là các cái bệnh viện tuyến cuối của nhi khoa, phần lớn là các cái bệnh nhân hết sức đến viện hết sức trong cái tình trạng nặng nề và có nhiều biến chứng, rồi là các cái bệnh khó, rất khó chẩn đoán. Cho nên là phần lớn cái mô hình nhập viện trong cái tình trạng cấp cứu là hết sức nặng và khó. Vậy khi trẻ gặp phải những rủi ro không mong muốn thì cách sơ cứu như thế nào hiệu quả nhất trước khi đưa trẻ đến các cơ sở y tế? Rất nhiều các cái bệnh lý vì tình trạng mà cái sơ cấp cứu và xử trí ban đầu nó quyết định đến cái tính chất sống còn của bệnh nhân và quyết định đến cái tiên lượng của bệnh nhân. Chính vì vậy là các cái cán bộ rồi là nhân viên y tế cơ sở, đặc biệt thậm chí cả người dân cũng có thể phải được đào tạo một số các cái kiến thức thực hành ban đầu trong cái sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, tại gia đình, tại các cái tuyến y tế cơ sở thì mới có thể giải quyết được các cái hậu quả gây cái tỷ lệ tử vong cao, gọi là các cái tỷ lệ biến chứng nhiều. Cho nên cái việc gọi là để đào tạo và thực hành các cái triển khai các cái chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như là cái xử trí ban đầu hết sức quan trọng.
Tôi được biết khi trẻ gặp phải sự cố thì rất ít gia đình, thậm chí là không có đủ sự bình tĩnh để xử trí ban đầu mà ngay lập tức đưa trẻ tới bệnh viện. Phải chăng là khâu truyền thông và phổ cập những kiến thức sơ cấp cứu ban đầu của chúng ta chưa đủ rộng đến với cộng đồng, đúng không thưa giáo sư? Thực ra mà nói thì tất cả các cái chế độ chính sách cũng như các cái hướng dẫn của quốc tế cũng như của quốc gia đều đã có cái chương trình cả. Nhưng mà đã để làm thế nào mà triển khai sâu và rộng và đến tất cả cho mỗi người trong xã hội, đến từng cái cộng đồng, từng gia đình, từng cá nhân một, là cái hiện nay chúng ta đang còn yếu. Cho nên chính vì vậy trong thực tiễn thì cũng có rất nhiều trường hợp đáng lẽ những cái tai nạn, những cái bệnh tật có thể phòng được, chống được, nhưng mà hàng ngày hàng giờ vẫn còn rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải xử trí. Thông thường những cái tai nạn thông thường nếu như biết phòng được với biết cách xử trí ban đầu được thì cái tỷ lệ tử vong của trẻ em, rồi là các cái biến chứng từ các cái tai nạn, từ các cái bệnh tật ban đầu thì nó sẽ giảm thiểu đến cái mức độ là tối đa có thể được. Vâng, thưa giáo sư, vậy thì từ những trăn trở như thế thì Bệnh viện Nhi Trung ương đã có những cách làm như thế nào để truyền thông sâu hơn những kỹ năng xử trí ban đầu này đến với cộng đồng ạ? Với cái tư tưởng là chúng tôi cần phải là đào tạo, tập trung vào vấn đề đào tạo trong nguồn nhân lực của y tế, đặc biệt là nhi khoa, thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi phải học tập ứng dụng các cái kỹ thuật cao để làm sao mà cứu sống được những cái tình trạng bệnh khó, bệnh nặng mà ở các cái tuyến dưới mà người ta không xử trí để chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng đồng thời cũng triển khai để đào tạo cho cán bộ công nhân viên bệnh viện, đặc biệt là các bác sĩ và điều dưỡng xuống các cái tuyến dưới như tuyến tỉnh, rồi tuyến huyện, thậm chí cả tuyến xã. Để làm gì? Một là hai mục, với hai cái mục đích lớn. Một là cùng với nhân dân, cùng với nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng, đồng nghiệp của chúng tôi ở các tuyến để làm sao cùng học tập được những cái kiến thức mới, cập nhật những cái kiến thức hết sức cơ bản để thực hành công việc là chăm sóc sức khỏe ban đầu, để hạn chế bớt những cái tình trạng mắc bệnh mà do không hiểu biết, rồi những cái tình trạng mắc bệnh nhẹ nhưng mà phải được phát hiện sớm, điều trị sớm để giảm thiểu bớt các cái hậu quả mà bệnh không được phát hiện sớm và điều trị sớm. Bên cạnh đấy là gì? Là để tất cả các bác sĩ và điều dưỡng cũng phải biết được cái kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt trong cái lĩnh vực nhi khoa. Và trên cơ sở đấy là các cái kiến thức đấy nó được lan tỏa, lan rộng cho đến từng cái cộng đồng, đến từng cái gia đình một. Những ca trực đêm ở nơi xa xôi này đã trở thành quen thuộc với bác sĩ Hiếu. Đêm cũng là lúc có những ca cấp cứu bất chợt hay bệnh nhân nội trú có diễn biến nặng. Đã thành thói quen, từng bệnh án luôn được anh xem lại rất cẩn thận. Bởi ở đây, bác sĩ sẽ phải quyết định và tự chịu trách nhiệm toàn bộ các bệnh lý xảy ra trong ca trực. Cái sự khác biệt giữa bác sĩ ở vùng sâu vùng xa và bác sĩ ở tuyến trung ương là bác sĩ tuyến trung ương thì chỉ làm một chuyên ngành thôi, còn các bác sĩ ở vùng khó khăn thì thường một bác sĩ phải kiêm rất là nhiều các cái vị trí. Như em thì vừa kiêm bác sĩ điều trị nhi khoa, nội khoa, rồi cả hồi sức cấp cứu, rồi truyền nhiễm, đôi khi cũng phải phụ gây mê cho các bác sĩ mổ. Bác sĩ Hiếu chỉ là một trong số rất nhiều bác sĩ trẻ của Bệnh viện Nhi Trung ương xung phong lên vùng khó khăn để khám chữa bệnh cho bà con. Và với đồng bào nơi biên giới này, bác sĩ Hiếu đã trở thành bác sĩ biết tuốt với nhiều người có con nhỏ trong địa bàn. Bởi sự năng nổ, nhiệt tình, chuyên môn tốt đã cứu chữa nhiều ca bệnh trước đây vốn phải chuyển tuyến. Từ ngày có bác sĩ Hiếu về đây thì trẻ con đưa đến bệnh viện khám yên tâm lắm vì khỏi bệnh nhanh. Triển khai dự án đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa tại bệnh viện tuyến dưới. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử nhiều lượt bác sĩ trẻ về ba cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc tại các bệnh viện có chuyên khoa nhi còn thiếu thốn,
để chuyển giao, đào tạo ra những bác sĩ, điều dưỡng trưởng thành, trình độ đạt như tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại tuyến và tại bệnh viện. Song song với việc thúc đẩy các kỹ thuật mũi nhọn, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục nỗ lực không ngừng với định hướng vừa phát triển chuyên sâu tại chỗ, vừa hỗ trợ các tuyến và phát triển nhi khoa cộng đồng. Nhiều khóa huấn luyện chuyển giao kỹ thuật đã được các chuyên gia của bệnh viện triển khai rộng khắp trong hệ thống các bệnh viện vệ tinh và chỉ đạo tuyến. Đây là hình ảnh một buổi đào tạo nằm trong dự án đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức cho các cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và các cán bộ y tế tuyến xã. Tại đây, dự án sẽ triển khai các chương trình về đào tạo thực hành, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhi khoa. Với những cái việc triển khai các kỹ thuật chuyên môn thực hiện được thì cái tỷ lệ chuyển tuyến lên cho các tuyến trên, ví dụ như là tuyến tỉnh hoặc là thậm chí Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã được giảm một cách là rõ rệt. Và cái phần này thì nó cũng giúp cho các bệnh viện tuyến trên tránh khỏi cái tình trạng là quá tải người bệnh. Các bác sĩ cùng với Bệnh viện Đa khoa Hoàn Khương và Viện Nhi Trung ương đã đào tạo cho cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Khương, cán bộ của phòng khám đa khoa vực và các trạm tế xã để cho nâng cao năng lực của các cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhi khoa. Cho đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả các đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816, dự án NORED, chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tập huấn tại chỗ, hội thảo, giám sát và hỗ trợ chuyên môn sau đào tạo. Kết quả của các hoạt động này đã hỗ trợ cho tuyến dưới nâng cao năng lực khám chữa bệnh một cách rõ rệt. Có thể thấy là từ khi triển khai những hoạt động như phóng sự vừa rồi chúng tôi mới đề cập, thì kết quả thu dung và điều trị kịp thời tại các tuyến cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Vậy xin giáo sư có thể chia sẻ trong thời gian sắp tới, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ có những cái phương án hỗ trợ nhân lực như thế nào cho các cơ sở tuyến dưới ạ? Thực ra đây là một câu chuyện hệ thống. Một mình Bệnh viện Nhi Trung ương không thể làm được những việc đấy. Mà chúng tôi triển khai những công việc này để là gì? Nó có hai cái mục đích. Một là xây dựng một cái mô hình là để chứng minh rằng cái chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em là hết sức quan trọng, cần phải triển khai rộng khắp tại tất cả các cái nơi. Cái thứ hai nữa, để qua đấy để chứng minh được là nếu mà thực hiện cái chăm sóc sức khỏe ban đầu thì cái chi phí, tổng chi phí cho một cái chăm sóc sức khỏe của trẻ em nó sẽ giảm đi, tức là một cái chi phí nó rẻ, nó tiết kiệm nhưng mang lại cái hiệu quả. Còn nếu không mình làm cái việc đấy không tốt thì khi mình trẻ em không được chăm sóc tốt ngay từ đầu, phòng ngay từ đầu thì cái tỷ lệ bị mắc bệnh nó càng ngày càng cao và tình trạng bệnh nó càng ngày càng nặng, và chi phí để điều trị cho trẻ em khi bị bệnh rồi hoặc là bệnh nặng thì hết sức cao nhưng mà hiệu quả không lớn. Chính vì thế cho nên chúng tôi quan điểm vẫn phải tập trung vào cái vấn đề đào tạo cái chăm sóc sức khỏe ban đầu và xử trí ban đầu thật tốt, thì như thế là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rất lớn cho xã hội, cho người dân. Một buổi đào tạo vận chuyển cấp cứu bệnh nhân an toàn được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 25 bác sĩ và điều dưỡng tại các bệnh viện miền Bắc đã tham gia lớp học ý nghĩa này. Vận chuyển cấp cứu là một trong ba thành tố hết sức quan trọng trong hệ thống cấp cứu, bao gồm cấp cứu tại cộng đồng, cấp cứu trong quá trình vận chuyển và của nơi tiếp nhận. Nó không chỉ đòi hỏi phải khẩn trương, nhanh chóng, mà điều quan trọng là phải đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân, không được để tình trạng nặng lên, bệnh nhân phải được theo dõi và cấp cứu liên tục. Để đạt được điều đó, đội ngũ y bác sĩ phải vận chuyển đúng thời điểm, đúng người, đến đúng nơi và nhận được sự chăm sóc đúng trong cả quá trình vận chuyển. Do vậy, đòi hỏi phải tiếp cận có hệ thống giữa quá trình lập kế hoạch vận chuyển và sự chuẩn bị chu đáo trước khi vận chuyển bệnh nhân.
khóa đào tạo vận chuyển bệnh nhân an toàn này sẽ cung cấp cho bác sĩ và điều dưỡng có những cái kiến thức, những cái kỹ năng và những cái có những cái thái độ và những cái cách nhìn nhận đúng đắn về cái vấn đề vận chuyển. Bởi vì khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân ở các cái tuyến, khi bệnh nhân ổn định an toàn rồi thì cái chuyển tuyến thì rất là quan trọng, và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta phải đảm bảo làm sao mà bệnh nhân vẫn được điều trị và vẫn được thực hiện cái quá trình đấy liên tục như khi mà bệnh nhân ở tại địa phương. Khóa học bao gồm hai phần lý thuyết và thực hành. Sau phần học lý thuyết, các học viên và giảng viên chia nhóm thảo luận và thực hành các bước trong quy trình vận chuyển an toàn, phân tích các tình huống vận chuyển, thực hành các tình huống vận chuyển và xử lý các sự cố giả định. Qua cái lớp học của ngày hôm nay ấy, thì tôi cảm thấy là có được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Thứ nhất là vì cái khâu mình phải ổn định bệnh nhân trước khi mà mình chuyển tuyến ấy, thì phải ổn định bệnh nhân thật tốt, sau đấy thì phải liên hệ một cách chắc chắn để cho tuyến trên hơn chuẩn bị được những cái dụng cụ, phương tiện, thuốc men sẵn sàng để nhận một bệnh nhân mới. Nếu mà cho chúng tôi được học thêm những cái lớp này ấy, thì tôi cũng rất mong là Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục mở thêm các cái lớp 1816 như này để chúng tôi sẽ có thêm các bạn cùng đến học các cái lớp mới và sẽ các bạn cùng truyền tải nhau để các bạn có được những cái đợt chuyển tuyến an toàn và tốt nhất cho bệnh nhân. Khóa học vận chuyển an toàn người bệnh là một hoạt động thường quy trong kế hoạch đào tạo liên tục của Trung tâm Chỉ đạo tuyến Nhi khoa với mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ y tế tuyến cơ sở, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện tuyến dưới. Đây là một trong số rất nhiều nội dung đã được triển khai tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm đào tạo bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện, đồng thời góp phần bổ trợ những kiến thức chuyên sâu cho hệ thống nhi khoa trong toàn quốc. Và những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa khi gặp phải các vấn đề về sức khỏe thì hoàn toàn có thể yên tâm đến các cơ sở y tế tại địa phương vì đã có các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và điều trị. Vậy thì với những ca bệnh phức tạp thì như thế nào thưa giáo sư? Với tất cả những cái trường hợp đấy chúng tôi phải hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Một là một số các cái địa điểm mà Bệnh viện Nhi Trung ương cùng với các đồng nghiệp ở cái tuyến tỉnh thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà còn tuyến huyện và tuyến xã thì sao? Thì chúng tôi chỉ triển khai cái mô hình để đến đấy vừa thực hành, vừa học tập, vừa nghiên cứu để phát hiện ra được các cái mô hình bệnh tật và sức khỏe của trẻ em mỗi một cái vùng miền. Nhưng kèm theo đấy là gì? Hiện nay chúng ta đã có một cái phát triển về công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, và đang rất mong muốn ứng dụng các cái kết quả gọi là thời đại, gọi là các cái khoa học của thời đại 4.0 vào trong thực tiễn. Ví dụ là gì? Chúng tôi có thể triển khai được các cái kiến thức, các cái tư vấn, các cái đào tạo về tận tuyến xã. Mà thậm chí người dân cần phải tư vấn cái gì cũng có thể là tư vấn được cơ mà. Thì như vậy là phải ứng dụng cái khoa học kỹ thuật 4.0 vào trong công việc thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng cái hệ thống Internet đào tạo và hội chẩn từ xa. Vâng, thưa giáo sư, máy móc dù có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là yếu tố cốt yếu. Vậy thì cái khâu đào tạo và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho các bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đang được thực hiện như thế nào ạ? Thì câu chuyện để đào tạo và triển khai chăm sóc sức khỏe ban đầu đã trở thành một cái truyền thống từ lâu. Từ những năm 1978, khi các cái lãnh đạo tiền nhiệm của chúng tôi đi dự hội nghị về và với được cái sự hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là của Bộ Y tế, thì đã triển khai cái chăm sóc sức khỏe ban đầu này một cách sâu rộng. Thời đấy là còn có cái sự hỗ trợ của các cái chương trình quốc tế, rồi các cái của chính phủ, các cái chương trình của quốc gia rất là nhiều. Nhưng mà giờ đây thì các cái chương trình đấy không còn nữa, nhưng bệnh viện nhận thấy đây là trách nhiệm của bệnh viện, cần phải hồi phục và cần phải triển khai rộng sâu hơn nữa. Cho nên chính vì thế bệnh viện thành lập một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế địa phương để thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và triển khai thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến tận tuyến xã. Và trên cơ sở đấy sẽ đúc rút kinh nghiệm, sẽ có những cái báo cáo thực tiễn để gì? Để quay trở ngược lại, để đổi mới cái chương trình đào tạo cho nhân viên, cho bác sĩ, cho điều dưỡng của ngành nhi khoa
Nhưng đồng thời bên cạnh đấy cũng để khuyến cáo với các cái ban bộ ban ngành liên quan để có thể có những cái chính sách hết sức phù hợp, làm sao để nó phù hợp trong cái điều kiện kinh tế xã hội hiện nay để cho người dân được hưởng lợi nhiều hơn, tốt hơn, công bằng hơn, bình đẳng hơn. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thiết thực của giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải với khán giả chương trình Quân y và đời sống ngày hôm nay. Để nối tiếp chương trình, xin kính mời quý khán giả và các đồng chí đến với mục Nhịp cầu y khoa. Hóc dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ. Nếu không sơ cứu đúng cách, dễ khiến não trẻ tổn thương, thậm chí là tử vong. Trong chuyên mục Nhịp cầu y khoa hôm nay, xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn, Bệnh viện Nhi Trung ương về phương pháp sơ cứu đúng cách khi trẻ bị hóc dị vật. Cái bước thứ nhất đối với trẻ nhi, khi mà trẻ không tỉnh thì cái người cấp cứu chúng ta sẽ ngồi xuống và úp mặt trẻ, đặt trẻ lên cánh tay của cái người cấp cứu và úp trẻ thấp xuống, miệng quay về một bên. Chúng ta sẽ làm biện pháp là 5 lần vỗ lưng và 5 lần ấn ngực. Quy tắc vỗ lưng như sau. Cái nhất, bệnh nhân được đặt trên tay người cấp cứu, đầu cúi về phía trước, nghiêng sang một bên, và cái người cấp cứu xác định cái vị trí mà mình vỗ lưng cho bệnh nhân. Đấy là vị trí giữa hai cái xương quả vai của bệnh nhân, và chúng ta sẽ tiến hành vỗ lưng cho bệnh nhân 5 nhịp. 1, 2, 4, 5. Sau đây chúng ta đánh giá xem là cái dị vật đã ra hay chưa. Nếu mà dị vật chưa ra được, chúng ta tiến hành tiếp tục là ngửa bệnh nhân lên. Bệnh nhân lúc này cũng đặt ở trên tay người cấp cứu và nằm ngửa, đầu cũng nghiêng sang một bên, và khi đó thì chúng ta cũng tiến hành xác định cái vị trí có 1/2 dưới xương ức, và chúng ta cũng vừa ấn và vừa đẩy về phía trước nhằm mục đích để tạo thành cái áp lực để trẻ có thể tống được dị vật ra ngoài. 1, 2, 3, 4, 5. Thế nếu mà dị vật ra được rồi thì chúng ta, và trẻ hồng hào, trẻ không có khó thở, chúng ta cũng đưa trẻ đến cơ sở y tế những nơi gần nhất để đánh giá và được hướng dẫn thêm của nhân viên y tế. Còn trong các trường hợp mà trẻ không có tỉnh, hoặc trẻ tím tái, trẻ không tỉnh, thì chúng ta tiến hành các cái nước cấp cứu cơ bản như trong cái hướng dẫn xử trí trẻ mới.